Xin chào tất cả các bạn. Chị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay đúng như lời hẹn với các bạn để chúng mình cùng gặp nhau trong buổi học thử của khóa học ôn thi học kỳ 1 lớp 9. Đã bạn nào lên xem phần phát trực tiếp này rồi thì hãy gửi đến chị lời chào nhé. Được không nào? Chị đã ở đây đợi các em rồi đây. À, xin chào Trà My, xin chào các em. Xin chào các bạn. Bạn nào đã lên đây học cùng với chị rồi nhở? Đâu rồi, điểm danh cùng với chị nào? Ok không? Rồi, xin chào Thùy Dương, xin chào các em. À, đó. Ở đây là buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ coi như là một buổi học chính, có nghĩa là chị sẽ cùng với các bạn chúng ta trải nghiệm một buổi học giống như trong khóa học ôn thi học kỳ lớp học kỳ 1 lớp 9 của chị, để cho các em hình dung được là trong khóa học này thì có những cái điều bất ngờ gì này, có những phần kiến thức nào đang chờ đợi các bạn. Các em đồng ý không nào? Ok, xin chào các bạn. Và chị bật mí nhá, bạn nào tham gia buổi học thử ngày hôm nay và chia sẻ, ủng hộ chị thì sau đó các em chỉ cần chụp màn hình này, nhắn tin về cho chị thì sẽ nhận được bộ tài liệu mở bài và kết bài tất cả các tác phẩm ở trong chương trình ngữ văn học kỳ 1 của chúng mình. Các em đồng ý không nào? Nhá, cho nên là hãy nhanh tay và giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này để cho nhiều bạn biết đến khóa học này hơn nhá. Em đồng ý không nào? Xin chào Uyên Nhi, xin chào Yến Nhi, xin chào các bạn. Rất vui vì ngày hôm nay chị được gặp lại các em trong buổi học thử này. Buổi học thử này được mở ra với mục đích là để cho các em hiểu rõ hơn là chúng ta sẽ học như thế nào trong khóa học ôn thi học kỳ này của chị. Đó, ok không? Nhá. Ôi, chị đã thấy có bạn nhắn tin về xin tài liệu rồi này. Các em ơi, dù gì chúng mình vẫn phải học cùng với chị xong đã nhá, được không? Học cùng với chị xong buổi học này đã, rồi sau đó muốn nhận tài liệu gì này, muốn chị tư vấn thêm gì thì chúng ta có thể nhắn tin về cho chị, được không nào? Nhá, rồi. À, xin chào Lương Ngọc. Lương Ngọc fan cứng rồi này. À, ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các em đã từng nghe đến những buổi học thử như thế này chưa? Buổi học thử là một cái hình thức mà chúng mình sẽ rất dễ, rất hay gặp ở trong team học văn chị Hiên. Bởi vì sao? Bởi vì là trước khi các bạn muốn tham gia một khóa học gì thì chắc chắn là các em sẽ muốn được trải nghiệm trước để hình dung được là chúng mình sẽ học ra sao trong khóa học đó, đúng không? Cho nên là trong buổi học thử ngày hôm nay, chị sẽ cùng với các bạn chúng mình coi như là học chính thức ở trong khóa học luôn đấy, để các em hiểu được, hình dung được là cách thức chúng mình học trong khóa học này như thế nào. Và tất nhiên rồi, bây giờ là các em phải cần chuẩn bị cho chị này giấy này, giấy hoặc là vở, được không? Tùy vào cái phần các bạn muốn ghi chép như thế nào. Bút này, sách giáo khoa này, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau học luôn đấy. Đồng ý với chị không nào? Nhá. Đó. Rồi, ok, cảm ơn các em rất là nhiều. Rồi, các em ơi, bây giờ thì hãy cùng với chị bắt đầu buổi học ngày hôm nay nhá. Đồng ý không? Cùng với chị bắt đầu buổi học ngày hôm nay luôn. Ngày hôm nay thì với buổi học thử này, trong khuôn khổ buổi học thử này, thì các em cứ hình dung đây sẽ là một trong những buổi học ở trong khóa học ôn thi học kỳ 1 lớp 9 của team học văn chị Hiên các bạn nhá. Vậy thì khi mà bắt đầu một khóa học, bao giờ cũng vậy, các anh chị vẫn luôn muốn các em hiểu được cái lộ trình của khóa học chúng mình, được không? Bên cạnh những cái phần link thông tin này, bên cạnh link tài liệu này, thì chị vẫn muốn cùng với các bạn chúng ta thống nhất về lộ trình học, về thời gian học. Cho nên đến với khóa học ôn thi học kỳ 1 lớp 9, trước hết nhá, các em hãy giúp chị này, chúng mình cùng với nhau hình dung về thời lượng, được không ạ? Về thời lượng và lộ trình của khóa học này. Trong buổi khai giảng của khóa học thì chị cũng sẽ ngồi lại để trao đổi, thống nhất lại cùng với các bạn về lộ trình của khóa học nhá. Ở đây, khóa học này của chúng mình gồm có 10 buổi chính thức các em ạ. 10 buổi chính thức. 10 buổi chính thức chứ không phải. Ở đây, tại sao lại gọi là 10 buổi chính thức? Bởi vì với cái sự lo lắng cho các bạn, với cái sự đồng hành cùng với các em thì vẫn sẽ luôn có những buổi phụ đạo các em ạ. Có những buổi phụ đạo.
Nghĩa là ngoài khuôn khổ 10 buổi chính thức này thì anh chị sẵn sàng mở thêm những buổi phụ đạo để có thể làm gì nhở? Chữa bài chi tiết cho các bạn này. Đó. Chữa bài chi tiết cho các bạn và giải đáp những thắc mắc của các em trong quá trình làm bài tập, trong quá trình chúng mình ôn tập để thi học kỳ đối với tất cả các cái phần kiến thức ở trong khóa học này. Đồng ý với chị không? Và cái số lượng buổi phụ đạo này thì không hạn định. Đấy, cho nên là chúng mình sẽ có một cái điểm rất là lợi thế ở trong khóa học này là luôn luôn có sự đồng hành và luôn luôn được lắng nghe. Được không nào? Nhá. Về lộ trình là như vậy. Tuy nhiên thì các em hãy hình dung cho chị nhá. Về kiến thức, được không ạ? Về kiến thức của chúng mình thì chúng ta biết được rằng là kiến thức của chúng ta trong học kỳ 1 bao giờ cũng vậy, có 3 cái mảng. Thứ nhất là về văn bản, đúng không? Về văn bản này. Thứ hai là về tiếng Việt này, đúng không? Thứ ba là về tập làm văn. Chị viết tắt một chút xíu nhá. Đó, thì về văn bản chúng ta có gì nhở? Về văn bản là chúng ta có văn học trung đại này, chúng ta có chuyện người con gái Nam Xương, có 3 đoạn trích chính ở trong chuyện Kiều. Đấy, sau rồi chúng mình có gì nữa nhở? Có 8 văn bản hiện đại nữa cơ. Đấy, có 8 văn bản hiện đại, đúng không? Rồi tiếng Việt thì chúng ta có rất nhiều những cái phần kiến thức mà cần phải thống kê lại, cần phải ôn tập lại một cách khoa học. Rồi tập làm văn thì các bạn cũng đã được tiếp xúc với dạng đề đó là văn tự sự. Và cũng có rất nhiều bạn còn băn khoăn ở cái thể loại, ở cái dạng đó là văn nghị luận. Đúng không? Văn nghị luận này, trong văn nghị luận này chúng ta có nghị luận xã hội này, chúng ta có nghị luận văn học này, đúng không? Nhá, dạng đề phân tích này, đấy. Thì chúng mình sẽ là cái dạng nghị luận văn học này. Và khóa học của chúng mình là sẽ bao quát toàn bộ kiến thức của tất cả những phần này. Cụ thể ra sao, các em hãy quan sát cùng với chị nhá. Chúng mình sẽ nhìn sang bên này. Đây, nếu như đây là toàn bộ lộ trình khóa học của chúng ta. Chúng ta có buổi 1 này, đúng không? Buổi 1 này, buổi 2 này, buổi 3 này, buổi 4 này, buổi 5 này, buổi 6, 7, 8, 9, 10. Ok chưa? Đây là 10 buổi chính thức của chúng mình. Còn những buổi phụ đạo thì sẽ tùy vào lịch học của các bạn này, tùy vào lịch của chị nữa này, chị sẽ sắp xếp để xen kẽ thêm vào những buổi chính như thế này. Đồng ý không? Nhá. Thì ở đây chúng ta có phần văn bản này là phần kiến thức rất là trọng tâm và số lượng và cái khối lượng kiến thức rất là lớn. Chúng ta sẽ học trong 5 buổi đầu tiên để học hết tất cả những cái phần văn bản này, được không? Đây là về phần văn bản nhá các em nhá. Đó, sau đó này, buổi thứ 6 chúng ta sẽ vận dụng luôn những kiến thức chúng mình được học ở trong văn bản để chúng ta học về cái dạng đề nghị luận văn học. Đồng ý với chị chưa? Có nghĩa là học xong văn bản luôn thì áp dụng ngay những kiến thức đấy để chúng mình cùng với cả phương pháp được học trong buổi 6 này để chúng ta làm những cái bài tập cụ thể, chúng ta hoàn thiện những cái bài viết đấy luôn. Đấy nhá, được không nào? Ok chưa? Hình dung ra không? Vậy là cái phần lộ trình này anh chị cũng rất muốn rất là sắp xếp nó làm sao phù hợp để chúng ta có thể học xong là được ôn tập luôn, áp dụng luôn vào quá trình làm bài. Đó là buổi thứ 6. Đến buổi thứ 7 chúng mình tiếp tục đến với phần văn nghị luận nhưng mà là nghị luận xã hội. Bởi vì chị biết được rằng là có nhiều bạn là đã tiếp xúc với dạng đề viết đoạn văn nghị luận xã hội rồi này, hoặc là viết bài văn ngắn nghị luận xã hội, cho nên sẽ cùng với các bạn chia sẻ về nghị luận xã hội, cả về tư tưởng đạo lý này, cả về gì nhỉ? Hiện tượng đời sống nữa này. Đồng ý không? Đó nhá. Được chưa? Đến buổi thứ 8 này chúng ta sẽ đến với văn tự sự. Đúng không? Đến với văn tự sự, chúng ta không thể bỏ qua cái dạng đề này được, bởi vì là đây sẽ là cái mảng kiến thức tập làm văn rất là chú trọng ở trong học kỳ 1 của chúng mình nhá. Ok không? Đấy, cho nên là chúng mình sẽ có buổi thứ 8 chuyên học về văn tự sự. Và phần văn tự sự này, chị biết rằng là nói về phương pháp thì nó sẽ rất là khô khan, nên chị sẽ tập trung vào việc là đem đến cho các bạn cái cách để chúng ta xác lập cốt truyện này, cái cách để chúng ta làm sao có được những cái lời thoại nó phù hợp với tính cách của nhân vật, phù hợp với cái bối cảnh lúc bấy giờ, phù hợp với cái bối cảnh ở trong câu chuyện của chúng mình, được không? Rồi đến buổi thứ 9, tất nhiên rồi chúng ta sẽ ôn tập về tiếng Việt nhá. Rồi buổi 10 thì sẽ cùng với chị chữa hai đề. Chữa hai đề cụ thể luôn. Và các em ơi đừng quên đó là xuyên suốt trong những buổi học chính thức này thì vẫn sẽ có những buổi học phụ đạo được thêm vào, tùy vào cái nhu cầu của các bạn này, tùy vào cái việc các em có làm bài tập đầy đủ hay không. Đấy. Được không nào? Nhá, chỉ cần các bạn chăm chỉ thôi, còn tất cả những mong muốn của các em thì anh chị đều cố gắng có thể đáp ứng hết được. Rồi, ok chưa? Nhá, đấy là về cái kiến thức của chúng mình và được phân bổ về lộ trình cụ thể như thế này để cho các bạn tham gia khóa học các em hình dung được. Được không? Tiếp tục này, nếu như mà các bạn lo lắng nhá, nếu như các em lo lắng là em thi học kỳ sớm lắm,
Em sắp thi học kỳ rồi, trong khi thì ngày mai là ngày thứ 5, là ngày mùng 10 tháng 12. Thì chị đã khai giảng khóa học rồi, chị khai giảng khóa học rồi đến thứ 6, đúng không? Thứ 6 là ngày 12 này. Thứ 7 là ngày 10, đúng không nhở? Ừ, đúng rồi. Thứ 7 là ngày... À đây là ngày 11, thứ 7 là ngày 12. Đó, rồi chủ nhật là ngày 13. Chúng ta sẽ học vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, để cái thời gian trong tuần các em có thể dành ra để học các môn khác này, để chúng mình dễ cân bằng hơn, để chúng mình dễ sắp xếp hơn. Không thì nếu như mà chỉ học vào trong tuần thì các bạn, chị biết là các bạn học tập cũng rất là nhiều và rất là áp lực. Đấy, cho nên là chúng mình sẽ dồn vào cuối tuần để học cùng với chị nhá. Được không nào? Đó, được chưa? Thì thứ 5 ngày mai là khai giảng là vào ngày mùng 10 tháng 12 này, thứ 6 vào ngày 11, thứ 7 vào ngày 12, chủ nhật vào ngày 13, tiếp tục chúng ta lại đến thứ 6 tuần sau. Đấy, chúng mình lại đến thứ 6 tuần sau, được không ạ? Thứ 6 tuần sau thì sẽ là ngày 18 này, 19 này, 20, rồi tiếp tục đến thứ 6 tuần sau nữa thì chúng ta có ngày 25 này, 26 này và ngày 27. Đấy, nhưng mà các bạn sẽ băn khoăn là bởi vì là em sẽ thi vào cái khoảng ở giữa như thế này này. Em thi mất rồi thì em tham gia kiểu gì đây? Thì các bạn đừng lo lắng nhá, chúng ta sẽ có những giải pháp như sau này. Thứ nhất là cái phần kiến thức trọng tâm nhất là phần văn bản này, chị đã đẩy lên học đầu tiên cho chúng mình rồi, được không? Phần kiến thức văn bản đã học đầu tiên rồi, có nghĩa là phần kiến thức quan trọng nhất thì đã học đầu tiên rồi, là phần đầu tiên rồi. Thứ hai này, chúng ta cũng có cách giải quyết tiếp theo, đó là trong các buổi học văn bản này, các em đừng lo lắng, không cần lo lắng quá là những cái phần phương pháp này nếu như vậy thì em không kịp học sao. Thì trong phần văn bản này, chị cũng đã tập trung để lấy những cái ví dụ cho các bạn hình dung được cái cách chúng mình diễn đạt ra sao này. Phần văn bản này chính là phần ví dụ để các em áp dụng vào quá trình chúng mình lượt lại về phương pháp làm nghị luận văn học. Đấy, cho nên là các em có thể là vừa học văn bản và vừa học được cái phương pháp, vừa học được cái cách diễn đạt cụ thể như thế nào. Một lát nữa cùng với chị trải nghiệm luôn một phần nhỏ kiến thức ở trong một buổi học, ở trong khóa học này nhá. Được không nào? Ok chưa? Đó, đó là cái giải pháp thứ hai. Tiếp tục này, các em cũng có thể nhá, các em cũng có thể đó là được cung cấp trước tài liệu. Bình thường ấy thì trong khóa học này là các bạn sau khi học xong buổi học đó thì chị mới cung cấp tài liệu cho các em để cho các bạn chủ động trong quá trình ghi chép, không ỷ lại vào tài liệu và tập trung vào buổi học cùng với chị. Tại sao lại không đưa trước tài liệu cho các em? Bởi vì là nếu như vậy thì các em rất dễ bị ỷ lại vào tài liệu, rồi xong chỉ cần nhận tài liệu rồi không tham gia, không tương tác cùng với chị này, không trực tiếp tận dụng cái thời gian học của chúng mình, như vậy thì nó sẽ rất là lãng phí. Đấy, cho nên là chị muốn rằng là chúng mình học xong thì mới được nhận tài liệu. Tuy nhiên đối với những bạn thi sớm mà vẫn có mong muốn được học trong khóa học này thì chị hoàn toàn có thể tạo điều kiện là cung cấp trước những cái tài liệu quan trọng để các em chủ động ôn tập, được không? Chủ động ôn tập trước này, đọc trước này, có gì không hiểu thì có thể nhắn tin hỏi chị luôn. Rồi, chúng mình cũng có đội ngũ các anh chị trợ giảng nữa, để chỉ cần các em tham gia vào khóa học là mọi thắc mắc của các bạn có thể nhắn tin để được giải đáp, được không nào? Nhá, cho nên là các em không cô đơn một mình trong quá trình chúng mình ôn thi, dù là các em thi sớm hay là thi muộn. Kể cả các bạn thi muộn, thi sau cái khoảng thời gian này thì các em vẫn sẽ được tư vấn này, vẫn sẽ được giải đáp những thắc mắc mà. Đó, hình dung ra không? Ok, đúng rồi. Về phần nghị luận văn học là chị chỉ cách chúng em làm văn nghị luận văn học luôn, đúng rồi, có nghĩa là cái phần nhá, cái buổi về nghị luận văn học này thì chị sẽ tập trung vào phương pháp. Phương pháp có nghĩa là cách để các bạn thiết lập một đoạn văn như thế nào này, rồi tiến đến là một bài văn ra sao, sau đó chúng mình sẽ thực hành với những cái đề cụ thể luôn để các em hình dung được cái cách diễn đạt. Bởi vì là nếu như phần văn bản này chúng mình nắm được các ý rồi thì quan trọng hơn là chúng mình phải có cái cách diễn đạt để kết nối các ý đấy lại thành một bài viết hoàn chỉnh cơ mà. Đi thi thì chúng ta đâu có kiểm tra ý chính đâu, đi thi là chúng ta phải kiểm tra cái cách viết bài của chúng mình nữa. Cho nên là phải có cái buổi này để cùng với các bạn ngồi lại, cùng với các bạn trao đổi về phương pháp, cùng với các bạn rút kinh nghiệm những cái lỗi sai và cùng với các bạn có được những cái cách diễn đạt hay hơn, được không nhá? Đấy, đồng ý với chị chưa nào? Được không nào? Rồi, ok. Đó, nên là đối với những bạn thi sớm thì các em cũng đã được giải đáp thắc mắc rồi nhá. Ok chưa? À, ở đây chị có thấy là mong muốn là có thể lập nhóm học cùng nhau này. Thì các em ơi, các em có thể học theo nhóm được, nhưng mà chị chỉ có thể chấm bài cho duy nhất một bạn thôi. Có nghĩa là chị chỉ chốt số lượng theo đúng cái tài khoản mà các bạn đăng ký thôi nhá, cho nên là các em có thể xem xét. Đấy, ok chưa? Một buổi học thì sẽ kéo dài từ 2 tiếng đồng hồ trở lên, được không ạ? Từ 2 tiếng đồng hồ trở lên.
Đó, khoảng 2 tiếng đồng hồ để cho chúng mình đảm bảo được kiến thức. Và tất nhiên rồi, không phải là các em suốt buổi học cứ nghe chị xa xả ra xả như thế này đâu. Vẫn sẽ có những cái phần chúng mình cùng với nhau ngồi lại thực hành này, những cái phần giải lao ngắn để cho các bạn học không bị áp lực quá. Đúng không nào? Và cái lợi thế của học qua phát trực tiếp đó là các em có thể xem lại mà. Các em có thể xem lại nữa. Cho nên là cố gắng trong một cái buổi học 2 tiếng đồng hồ như thế này cùng với chị, chúng mình coi như là vừa học vừa tạo được cái không khí thoải mái. Được không? Ok chưa? Đó nhá. Rồi, hình dung ra chưa nào? Được không? Rồi, đó là về cái lộ trình học của chúng mình nhá. Được không? Và về cái cách thức học này, có nhiều bạn là chưa tham gia những khóa học online cho nên là chưa hiểu được về cái cách thức học. Thì trong buổi học chị cũng muốn trao đổi và thống nhất trước với các bạn về cách thức học. Thì các em tất nhiên rồi, vào đúng giờ học thì các em sẽ vào học cùng với chị. Chúng mình sẽ học vào 20 giờ buổi tối vào những cái buổi này. Đấy, là học vào 20 giờ buổi tối nhá. Sau đó này, các em vào đúng giờ thì sẽ có khoảng 5 phút để các bạn điểm danh bằng cách bình luận ở dưới cái phần phát trực tiếp đấy. Sẽ có chị trợ giảng điểm danh các bạn là các em đã vào học chưa. Và sẽ cùng đồng hành với các bạn xuyên suốt trong buổi học đấy để xem có vấn đề gì không, xem là các bạn có thắc mắc gì mà chị chưa kịp trả lời không, thì chị trợ giảng cũng sẽ bình luận cùng với các bạn. Đấy, đấy là cách mà chúng mình điểm danh nhá. Thứ hai, đó là khi mà chúng mình học xong rồi thì chị sẽ đăng bài tập lên ở trong nhóm. Được không ạ? Chị sẽ đăng bài tập lên để trong nhóm này chúng mình nhận bài tập. Bài tập giữa những buổi liền nhau như thế này thì sẽ ít, nhưng bài tập giữa những buổi cách nhau thời gian dài như thế này thì sẽ nhiều hơn một chút xíu, để cân bằng được cái thời gian của các bạn. Các em hình dung không? Có nghĩa là từ chủ nhật cho đến thứ sáu thì sẽ có nhiều bài tập hơn chút xíu so với việc là từ thứ bảy đến chủ nhật. Đấy, hoàn toàn yên tâm về phần đó nhá. Và các em thì phải chăm chỉ làm bài tập thôi. Không làm thì chị chữa bằng cái gì đây? Đúng không nào? Không làm thì làm sao mà có những buổi phụ đạo này đây? Đấy nhá, được không? Và khóa học của chúng mình thì sẽ có nguyên một cái link tài liệu mà chị sẽ cập nhật tài liệu thường xuyên ở trên đó. Kết thúc buổi học là chị sẽ cập nhật tài liệu ở trên đó luôn. Để các em chỉ cần vào link đó thôi là có thể có tài liệu để tải về và sử dụng rồi. Tuy nhiên thì về phần tài liệu nhá, tài liệu thì chị vẫn muốn nhắc nhở các bạn này. Đó là sau mỗi buổi học chúng ta sẽ có hai tài liệu đấy. Hai tài liệu, như buổi trước chị bật mí rồi. Một tài liệu là trong quá trình học cùng với chị, các em ghi chép lại là đã có một tài liệu về kiến thức nền rất đầy đủ rồi. Thậm chí là có thêm những phần liên hệ mở rộng mà các em kịp ghi lại nữa cơ. Phần thứ hai là sẽ có tài liệu chị đăng lên. Tài liệu chị đăng lên thì không phải là những gì chị vừa nói ở trong buổi học đâu, mà nó sẽ là những cái dạng đề liên quan đến tác phẩm. Được không? Những cái dạng đề liên quan đến tác phẩm rất đa dạng. Và có bài viết mẫu ở đấy để các em tham khảo nữa. Hình dung ra không nào? Cho nên là chúng mình không được phép là lười ghi chép ở trong buổi học đâu nhá. Hãy ghi chép đi, ghi chép lại và chúng mình cũng qua đó chúng mình rèn cái tốc độ viết của chúng ta luôn. Đồng ý với chị không nào? Nhá. Rồi, đấy. À, các em ơi, những thắc mắc của các bạn ấy, ở đây chị đang cố gắng giải đáp hết này. Và ở đây là buổi học thử cho nên là chị cũng muốn các em hình dung ra luôn là đây là một trong những cái phần nhỏ kiến thức mà được chia sẻ ở trong khóa học. Đấy, cho nên là các em nếu như mà với những gì chị vừa thông báo mà các em vẫn còn gì chưa rõ thì vẫn có thể nhắn tin về cho chị nhá. Ok không? Rồi. Được không nào? Ok không nào? Nhá. Ở đây có bạn nhỏ ở khối lớp khác thì thứ nhất là khóa học này thì dành riêng cho các anh chị lớp 9. Còn nếu như với bạn nhỏ ở khối lớp khác thì em vẫn có thể thống kê lại, ôn tập lại kiến thức bằng cách này. Đây, lớp nào cũng vậy, chúng ta sẽ có phần kiến thức về văn bản, tiếng Việt và tập làm văn. Nhưng mà em phải xem phần tập làm văn này chúng mình chú trọng vào cái dạng văn nào, văn tự sự hay văn thuyết minh hay là văn miêu tả vân vân để em ôn tập nhá. Được không? Đấy. Được không nào? Ok chưa? Các bạn đồng ý với chị không? Nhá. Rồi. Đấy. Ok. Học bắt đầu từ 20 giờ các em nhá. Rồi, đó là phần những cái phần mà chị muốn thống nhất với các bạn khi tham gia khóa học. Và đây cũng sẽ là phần nội dung ở trong cái buổi khai giảng mà chị ngày mai sẽ bắt đầu cùng với các bạn ở trong khóa học rồi đấy. Đó. Thì các em đã hình dung ra được là cách chúng mình sẽ học trong khóa học này chưa? Rồi, ok nhá. Còn trong buổi học ngày hôm nay, đó là những gì mà chị muốn thống nhất với các bạn trước. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào một cái phần kiến thức rất là quan trọng.
coi như đây là được trích, coi như cái phần các em đang học đây, các em đang lắng nghe đây là được trích từ một buổi học ở trong khóa học này của chị. Đó là một buổi học về tác phẩm Lặng lẽ Sapa các em nhé. Về tác phẩm Lặng lẽ Sapa, được không nào? Đó, hôm nay thì chúng mình sẽ học một chút xíu về tác phẩm Lặng lẽ Sapa. Tất nhiên là trong khóa học thì chúng mình sẽ học đầy đủ rồi, nhưng trong khuôn khổ của buổi học thử này thì chị sẽ chia sẻ để các em hình dung được là trong khóa học chúng ta sẽ học với chị như thế nào, chứ không thể là ngồi để giảng toàn bộ phần tác phẩm này với các bạn được. Không, nếu như thế thì các bạn ở trong khóa học thì sẽ phản ánh với chị thì toi, được không nhá? Được không nào? Ok chưa? À, Nguyễn Linh ơi, có nghĩa là ấy, cái khóa học này thì chỉ dành riêng cho các bạn, cho các anh chị lớp 9 thôi. Còn với các bạn nhỏ ở lớp 6 hay lớp 7 hay lớp 8 thì chị lại chưa có khóa học cho các bạn mất rồi. Thì em có thể là cố gắng trong quá trình chúng mình tự ôn tập, được không? Được không nào? Nhá. Rồi, ok. Bây giờ chúng mình sẽ đến với tác phẩm Lặng lẽ Sapa này. Các bạn sẽ lấy giấy bút ra ghi chép cùng với chị luôn nhá. Nào, để xem các em sau buổi học này thì các bạn thu được về những cái phần tài liệu và ghi chép như thế nào nào. Trong tác phẩm Lặng lẽ Sapa của tác giả Nguyễn Thành Long, đúng không? Đây cũng là một trong những tác phẩm rất là trọng tâm trong chương trình ngữ văn học kỳ 1 lớp 9. Đối với phần tác phẩm này, bao giờ cũng vậy, chị vẫn sẽ hướng dẫn các bạn đi từ tác giả này. Chúng mình cần phải nắm được những thông tin liên quan đến tác giả, đúng không? Về tác giả Nguyễn Thành Long. Nào, về tác giả Nguyễn Thành Long. Đó, thì chúng mình có được những từ khóa nào, chị sẽ cung cấp đến với các bạn, cùng với các bạn ôn tập lại, được không? Không phải là cung cấp mới hoàn toàn, bởi vì đây đều là những tác phẩm các em học rồi. Thì mỗi lần học cùng với chị là một lần chúng mình đặt ra những câu hỏi, chúng mình tự khảo sát xem trí nhớ của chúng ta đến đâu này, chúng ta đã nắm được những thông tin gì liên quan đến tác giả này chưa? Đồng ý với chị không nào? Thì về tác giả Nguyễn Thành Long, chúng mình được biết nhá, đó là ông viết văn từ thời kháng chiến chống Pháp và là cây bút chuyên viết truyện ngắn và ký, được không? Từ thời kháng chiến chống Pháp nhá, và chuyên viết này, chuyên viết truyện ngắn và ký. Đúng không? Chuyên viết truyện ngắn và ký này. Gì nữa nhở? Tác giả Nguyễn Thành Long có phong cách như, có phong cách sáng tác ra sao? Chúng ta cần phải ghi nhớ được về phong cách sáng tác, có nghĩa là những cái đặc điểm riêng biệt trong văn chương của tác giả này. Đó chính là gì? Đó là tác giả Nguyễn Thành Long thì văn của ông không gân guốc, gai góc mà thường pha chất ký, mang vẻ đẹp trong trẻo, thơ mộng và giàu chất trữ tình. Được không ạ? À? Về phong cách các bạn có những từ khóa đó là không gân guốc này, đúng không? Không gân guốc này, nghĩa là chất văn của ông rất là nhẹ nhàng ấy, nhẹ nhàng thấm thía vào trong lòng bạn đọc. Không gân guốc, đúng không? Rồi là gì nữa nhở? Mang vẻ đẹp trong trẻo, thơ mộng. Ok chưa nào? Đó, chúng ta có một số từ khóa như vậy. Và văn của ông thì rất giàu chất trữ tình. Ok chưa nào? Nhá. Và với những từ khóa như thế này thì chúng mình có ngay một cái đoạn văn có thể khái quát về tác giả này. Nghĩa là trong quá trình chúng mình làm một bài văn hoàn chỉnh ý, một bài văn lớn, một bài văn dài, thì bao giờ chúng mình cũng có một luận điểm ở ngay đầu thân bài là khái quát về tác giả tác phẩm, đúng không? Vậy thì cung cấp đến các bạn những từ khóa như thế này để làm gì? Để các em có thể vận dụng nó vào cái đoạn văn khái quát về tác giả của chúng mình. Hoặc là với những câu hỏi đọc hiểu, trích một đoạn ở trong tác phẩm này ra, rồi hỏi chúng ta là đoạn trích trên được trích từ tác phẩm nào, nêu của tác giả nào, rồi xong nêu một vài những cái đặc điểm liên quan đến tác giả này thì chúng ta có thể viết được như sau, đúng không? Đấy, thì tác giả Nguyễn Thành Long là một nhà văn chuyên viết truyện ngắn. Trang văn của ông là sự chắt lọc từ hiện thực của cuộc sống sôi động đang diễn ra hàng ngày trên đất nước ta, nhưng nhà văn còn gửi gắm trong đó những ẩn ý sâu sắc. Được không ạ? Chúng ta có thể dẫn dắt như vậy. Rồi, vẻ đẹp nghệ thuật trong các sáng tác của Nguyễn Thành Long. Đây, vẻ đẹp nghệ thuật trong các sáng tác của Nguyễn Thành Long. Đó là nó không nằm ở những phát hiện sắc sảo, táo bạo, xung đột mạnh mẽ, mà nghiêng về tạo dựng chất thơ nhẹ nhàng, trong trẻo, lặng thầm, kín đáo, nhưng vẫn có sức ngân vang sâu rộng, lâu bền.
Đồng ý với chị chưa? Nhá. Ok, đó, thì chúng mình có thể vận dụng những từ khóa này để chúng mình viết và liên kết nó lại như cái phần ví dụ chị vừa mới đọc đấy. Ok chưa nào? Nhá, đó là về tác giả Nguyễn Thành Long. Đồng ý với chị không? Ừ. Về tác giả là chị khuyến khích các bạn cứ nhớ được những từ khóa về cuộc đời, về sự nghiệp và đặc biệt là nhớ được phong cách sáng tác của tác giả. Thì chúng ta sẽ có những kiến thức để xuyên suốt phần phân tích chúng mình vận dụng vào, chúng mình viết được đấy. Ừ, rồi, ok. Đó là về tác giả Nguyễn Thành Long. Các em nắm được rồi đúng không nào? Bây giờ chúng mình đến với phần 2 là phần tác phẩm này. Thật ra ấy, cái phần Lặng lẽ Sapa ở trong sách giáo khoa là phần mà chúng mình gọi là văn bản, bởi vì là nó chỉ được trích một phần ở trong tác phẩm dài thôi. Đấy, nó chỉ được trích một phần thôi. Nhưng ở đây thì chị xin phép sẽ đặt đề mục để các em dễ hiểu nhá. Phần tác giả và phần 2 là phần tác phẩm. Đấy, thì tác phẩm của chúng mình ở đây là Lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long. Trước khi đi vào phân tích kỹ, các bạn vẫn phải nắm được những ý chính cho chị, những cái ý liên quan đến phần khái quát. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng mình sẽ rất dễ gặp phải những câu hỏi phần đọc hiểu về hoàn cảnh sáng tác, về ý nghĩa nhan đề này, rồi gì nữa nhở? Về ngôi kể của tác phẩm này, rồi về tình huống chuyện của tác phẩm này nữa. Đồng ý không? Cho nên là phần 1, hãy giúp chị khái quát. Khái quát ở đây chúng ta có những ý nào? Thứ nhất, đó là về hoàn cảnh sáng tác. Đúng không ạ? Về hoàn cảnh sáng tác, chúng ta được biết là tác phẩm này, truyện ngắn Lặng lẽ Sapa ấy, thì được viết năm 1970 và nhân một cái chuyến công tác sau một cái chuyến đi thực tế ở Lào Cai của nhà văn. Đúng không? Sau chuyến đi thực tế ở Lào Cai. Đó. Vậy là chưa gì là chúng ta đã thấy được cái tác phẩm này ra đời từ thực tế cuộc sống rồi đấy. Từ những cái nhìn nhận của tác giả đối với cái thực tế cuộc sống ở xung quanh đất nước ta. Đúng không? Và đây chính là một truyện ngắn tiêu biểu viết về cuộc sống mới, con người mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Đúng không nào? Và cái thời điểm này này thì chúng ta, đất nước ta đang gọi là đang tạm chia thành hai miền. Miền Bắc thì đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, còn miền Nam thì vẫn đang tập trung cho cuộc kháng chiến chống Mỹ thống nhất đất nước. Được không nào? Nhá, thì chúng mình cần phải nhớ được cái năm ra đời của tác phẩm này, nhân một cái chuyến đi công tác của tác giả tại đâu này. Ok chưa? Đó là về hoàn cảnh sáng tác. Vận dụng những cái này các em hoàn toàn có thể hình dung được ấy. Và đối với những bạn nào mà muốn có cái phần kiến thức thi học sinh giỏi nó mở rộng thêm thì các em có thể từ cái phần hoàn cảnh sáng tác này chúng mình hình dung đến những tác phẩm cũng ra đời để cho thấy được cái nhịp sống, cái nhịp lao động hứng khởi của con người miền Bắc vào cái thời đại này này và cái thời điểm này này. Đúng không? Chúng ta có bài gì nhỉ? Đoàn Thuyền Đánh Cá này cũng là ra đời trong cái bối cảnh là miền Bắc đang xây dựng chủ nghĩa xã hội với những cái điểm mới mẻ, đối với những cái sự hăng say lao động của con người như thế nào. Chúng mình hoàn toàn có thể liên hệ mở rộng được, đúng không? Ok chưa? Nhá, đó là về hoàn cảnh sáng tác. Đến với phần thứ hai, chúng ta cũng cần phải nắm được về ý nghĩa nhan đề. Đó, ý nghĩa nhan đề của tác phẩm này. Được không ạ? Ý nghĩa nhan đề. Từ nãy đến giờ thì chỉ có một mình chị nói nhở. Các em học tác phẩm này rồi, chia sẻ một chút xíu về ý nghĩa nhan đề này đi. Lặng lẽ Sapa nè. Các em ấn tượng gì về nhan đề này? Ừ, chị đặt ra những câu hỏi cũng là để các bạn tự khảo sát lại cái kiến thức của mình đấy. Đúng không? Thì nào, ở đây phần ý nghĩa nhan đề thì trước tiên em thấy ấn tượng gì về nhan đề Lặng lẽ Sapa? Nó có ý nghĩa gì nhở? Nào, cùng nhớ lại và trả lời câu hỏi của chị nào. Lặng lẽ Sapa. À, ô chưa học à? Không sao, thế thì đầu tiên em nghe đến đi. Thì tác phẩm này, cái nhan đề này là nhắc đến một địa danh, đúng không? Đó là Sapa. Nhưng quan trọng là cái từ lặng lẽ này được đảo lên trước, là một tính từ mà, một tính từ được đảo lên trước. Mà khi mà nó đã được đảo lên trước như vậy là nó để nhấn mạnh cái sự lặng lẽ này. Không phải là Sapa lặng lẽ, mà là Lặng lẽ Sapa. Vậy thì đầu tiên chúng mình thấy được về ý nghĩa nhan đề của tác phẩm này, đó là từ lặng lẽ được đảo lên trước, đúng không ạ? Từ lặng lẽ được đảo lên trước thì cho thấy được cái gì? Nó đã nhấn mạnh và tô đậm được cái chủ đề tư tưởng của tác phẩm này, đúng không? Đó là về viết về một cái vùng đất Sapa với cái đặc điểm đó là rất lặng lẽ, nhưng cái lặng lẽ ấy nó lại cho thấy được cái vẻ đẹp của người lao động và ý nghĩa của những công việc thầm lặng. Lặng lẽ ở đây không chỉ là về thiên nhiên Sapa mà còn là về cái công việc lao động, cái sự cống hiến trong thầm lặng của những con người nơi đây.
Đấy, ok chưa? Đúng rồi đấy, chủ đề của truyện đó chính là ca ngợi vẻ đẹp của người lao động và ý nghĩa của những công việc thầm lặng. Và đảo ngữ đã góp phần đem đến một chất thơ bàng bạc cho nhan đề tác phẩm Lặng lẽ Sapa. Chúng ta đã cảm thấy được cái sự lặng lẽ, chúng ta đã cảm thấy được cái sự trong trẻo, cái sự thơ mộng ở ngay trong chính nhan đề này rồi. Ok chưa? Nhá. Ở đây chị muốn nhấn mạnh là từ lặng lẽ này được đảo lên trước thôi, được không? Nhá. Rồi, tiếp tục này. Phần này về nhan đề vẫn còn một cái ý về ý nghĩa của nó nữa. Nhan đề này thì còn đề cập trực tiếp đến hình ảnh Sapa, như chị vừa nói đấy, hình ảnh Sapa. Thì ở đây Sapa vừa mang cái vẻ đẹp của thiên nhiên, cái lặng lẽ này là lặng lẽ của thiên nhiên, đúng không? Với thiên nhiên thơ mộng, hữu tình này, đúng không ạ? Thiên nhiên. Nhưng bên cạnh đó nó cũng là vẻ đẹp của con người nữa. Rồi, và để tìm ra được cái lời giải cho việc là Sapa có lặng lẽ thật hay không thì chúng mình trong quá trình tìm hiểu chúng ta qua nhân vật anh thanh niên thì chúng ta sẽ có được câu trả lời. Được không ạ? Ok chưa? Nhá. Đó, thì vậy là phần nhan đề này trước tiên chúng ta về mặt hình thức chúng ta thấy được cái từ lặng lẽ này đảo lên trên, nó đã nhấn mạnh được cái chủ đề tư tưởng của tác phẩm. Bên cạnh đó thì nhan đề cũng đã đề cập trực tiếp đến Sapa, nhưng cái lặng lẽ ở đây không chỉ là lặng lẽ của thiên nhiên mà còn lặng lẽ của con người, để cho thấy được tác giả đang muốn tập trung vào những cái công việc lao động của con người nơi đây để trả lời cho câu hỏi là Sapa có lặng lẽ thật hay không. Được không nào? Ok chưa? Nhá. Được không? Rồi, với tác phẩm này thì các em băn khoăn nhất là ở phần kiến thức nào nhỉ? Chị cứ nói từ nãy đến giờ thì sợ là có vẻ như là các bạn đang đang chờ đợi một phần kiến thức nào khác đúng không? Có phải như vậy không? Có phải là các em đang chờ đợi một phần kiến thức nào khác đúng không? Đối với tác phẩm này, chị biết chứ, tác phẩm này thì nhắc đến là chúng mình biết đến nhân vật anh thanh niên, đúng không? Tuy nhiên thì trước khi vào phần phân tích chi tiết, chị đã nói rồi đấy, chúng mình không thể coi thường những phần kiến thức nhỏ như thế này được, bởi vì là những phần kiến thức này sẽ giúp cho chúng ta có cái tiền đề để phân tích tác phẩm này, giúp cho chúng ta có được những con điểm nhỏ, từng con điểm nhỏ ở trong câu hỏi đọc hiểu đấy, đúng không? Đó, cho nên chúng mình không thể chỉ tập trung vào phần phân tích được. Tiếp tục, bên cạnh ý nghĩa nhan đề, chúng mình cũng hãy nắm được cho chị những kiến thức liên quan đến ngôi kể và tình huống chuyện nữa. Được không? Chúng mình cũng cần phải nắm được về ngôi kể và tình huống chuyện nữa. Tác phẩm này thì là được kể theo ngôi thứ ba, nhưng mà cái điểm nhìn ý, điểm nhìn thì lại được đặt ở nơi ông họa sĩ. Đó, điểm nhìn thì lại được đặt ở nơi người họa sĩ. Vậy là từ cái việc đặt điểm nhìn ở bác họa sĩ này, tuy là ngôi kể thứ ba đấy, nhưng mà điểm nhìn được đặt ở bác họa sĩ nghĩa là sao? Nghĩa là những cái hành động, những cái lời nói của nhân vật hay là diễn ra ở trong tác phẩm này thì đều được khắc họa dưới cái sự đánh giá, dưới cái góc nhìn của bác họa sĩ, được không nhá? Cho nên là trong tác phẩm này về ngôi kể thì được kể theo ngôi thứ ba, nhưng cái điểm tài tình là tác giả lại đặt cái điểm nhìn ở nơi nhân vật là ông họa sĩ, để cho thấy được cái gì ạ? Một mặt thì giữ được cho câu chuyện mang tính chất chân thật, khách quan, nhưng mặt khác vẫn có điều kiện thuận lợi để có thể đào sâu được suy tư của các nhân vật và phù hợp với chính suy nghĩ của tác giả, được không ạ? Cái ngôi thứ ba này nó sẽ đem đến một cái góc nhìn rất là khách quan, rất là chân thật cho tác phẩm, nhưng khi đặt điểm nhìn ở một nhân vật cụ thể thì lại tạo điều kiện cho việc tác giả có thể đào sâu được tâm lý của nhân vật này này, đem đến cho chúng ta những cái nhìn từ một góc độ cụ thể. Nó sẽ không bị mông lung, đúng không ạ? Nó sẽ không bị gọi là nếu mà chỉ là ngôi thứ ba không thôi ấy, thì dễ dàng câu chuyện nó chỉ diễn ra nhàm chán thôi. Nhưng ở đây có thêm cái điểm nhìn từ bác họa sĩ, chúng ta lại có thêm một cái cách đánh giá của một con người đang theo đuổi nghệ thuật, đánh giá về một công việc của anh thanh niên, đúng không? Ok chưa? Nhá, đó là về ngôi kể này. Còn về tình huống chuyện thì sao? Ở đây có một đặc điểm, đây là một tác phẩm tự sự đúng không? Nhưng mà tình huống cơ bản của chuyện thì lại không có gì là quá gay gắt, không có gì là có quá cao trào ở đây cả. Tình huống của chuyện cũng rất nhẹ nhàng, rất thơ như cái nhan đề của chuyện vậy. À, câu chuyện này thì xoay quanh cái cuộc gặp gỡ tình cờ đúng không ạ? Đối với tình huống chuyện thì đầu tiên chúng ta trình bày là tình huống chuyện đấy là gì?
trình bày nó ra nhá. Đó là làm một cái cuộc gặp gỡ tình cờ ngắn ngủi của anh thanh niên làm việc một mình tại tại cái đài khí tượng ở đỉnh Yên Sơn cao 2.600m. Và ở nơi Sapa đó thì với bác lái xe này, với những hành khách ở trên xe, đây là cái cuộc gặp gỡ mà đã để lại rất nhiều những cái ấn tượng đối với những người trực tiếp tham gia. Đó là đầu tiên là anh thanh niên này, rồi đến bác họa sĩ này, rồi đến cô kỹ sư này, đúng không ạ? Ok chưa? Nhá, đó, sau khi chúng mình trình bày được tình huống chuyện là gì rồi, chúng ta sẽ đến với phần ý nghĩa của nó đi. Bao giờ cũng vậy, ý nghĩa của tình huống chuyện ý, thì đầu tiên là nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi để khắc họa chi tiết về tính cách và hành động của nhân vật, đúng không ạ? Phải liên quan đến nhân vật. Và sau đó thì tình huống chuyện sẽ có ý nghĩa trong việc là làm rõ hơn cái tư tưởng và chủ đề của tác phẩm. Được chưa nào? Nhá, một mặt là sẽ giúp khắc họa rõ, đào sâu được đặc điểm về tâm lý và tính cách của nhân vật. Bên cạnh đó thì tình huống này cũng làm rõ hơn, khắc họa chi tiết hơn về chủ đề tư tưởng của tác phẩm. Được chưa? Và tình huống nào cũng như vậy, nghĩa là tình huống nào cũng có cái ý nghĩa trong việc là đào sâu được đặc điểm của nhân vật, và cái thứ hai là khắc họa rõ được chủ đề của tác phẩm. Các em có thể vận dụng cái dàn ý đó vào việc phân tích tình huống chuyện của bất cứ một tác phẩm nào. Ok chưa? Nhá. Còn ở đây này thì tình huống chuyện mà chị vừa mới nêu đấy, một cái tình huống chuyện cũng rất đơn giản thôi, chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ thôi, nhưng nó đã tạo một cái cơ hội thuận lợi để tác giả có thể khắc họa bức chân dung nhân vật chính một cách rất tự nhiên và tập trung. Đúng không ạ? Câu chuyện thì xoay quanh những cái câu nói, những cái câu hỏi, những cái lời kể của anh thanh niên đối với hai vị khách là ông họa sĩ và cô kỹ sư. Nhưng mà qua đó thì chúng ta thấy được là tác giả đã khắc họa thành công được cái tính cách, rồi là cái công việc mà anh thanh niên đang thực hiện hàng ngày. Được không? Còn về chủ đề thì đấy, một lần nữa là tình huống chuyện đơn giản nhưng lại đem đến cho chúng ta hiểu rõ hơn được về chủ đề của tác phẩm. Đó là ca ngợi những con người đang làm việc cống hiến, ca ngợi cái vẻ đẹp của lao động cống hiến trong thầm lặng ở nơi Sapa này. Được không? Ok chưa? Nhá. Rồi, đó là những phần kiến thức khái quát mà các em cần phải nắm được cho chị này. Đấy, cần phải nắm được cho chị. Bây giờ sẽ đi vào phần chính, đi vào cái phần mà rất quan trọng của chúng mình đây. Nếu như mà các bạn trình bày ở vở hoặc ở sổ thì đây có thể gọi là một cái trang để chúng mình có thể sang trang tiếp theo để ghi chép cùng với chị rồi đấy. Cố gắng đi chép rõ ràng ra nhá. Và những phần mà chị đọc lên như vậy thì các em thấy hay ở phần nào các em cũng có thể ghi lại luôn. Ok chưa? Rồi, tiếp tục. Đến phần 2 chúng mình phân tích chi tiết. Đấy. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có phần A nhỏ, chính là nhân vật anh thanh niên. Và trong khuôn khổ của buổi học ngày hôm nay, chị sẽ chia sẻ với các bạn về hoàn cảnh sống và làm việc của anh. Nhá, hoàn cảnh sống và làm việc. Ok không nào? Các em hình dung ra được cái cách học của chúng mình ở trong khóa học chưa? Đây là một buổi học thử của khóa học ôn thi học kỳ cùng với chị. Trong khóa học thì chị cũng sẽ nhắc đi nhắc lại và dạy thật là kỹ cho các bạn, để các em có thể một lần nữa chúng mình rà soát lại toàn bộ kiến thức nền của các tác phẩm trong chương trình chúng mình học. Được không nào? Và bây giờ chúng mình đến với nhân vật anh thanh niên ở trong Lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long. Trước tiên là như chị vừa mới nhắc đấy, là các em phải chuẩn bị sách giáo khoa để học cùng với chị. Bây giờ hãy dở ra sách giáo khoa cùng với chị nào, để chúng mình có được dẫn chứng, hình dung được vị trí của dẫn chứng ở trong mỗi phần này như thế nào. Được không? Hình dung được cái vị trí của dẫn chứng ở trong tác phẩm thì chúng mình dễ dàng học hơn, dễ dàng nhớ được hơn. Đầu tiên này, về nhân vật anh thanh niên, chúng ta được biết là nhá. Đây, thông qua lời giới thiệu của bác lái xe, đó là một anh thanh niên 27 tuổi. Đây là đỉnh Yên Sơn cao 2.600m. Anh ta làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu. Đó, sau rồi bác kể lại một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ đối với anh thanh niên. Đấy, thì đầu tiên về hoàn cảnh sống và làm việc của anh thanh niên, chúng ta được biết cái thông tin đó là anh thanh niên 27 tuổi. Đây là đỉnh Yên Sơn cao 2.600m. Vậy là anh làm việc ở đỉnh Yên Sơn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có cái ý phân tích đầu tiên. Đây là một anh thanh niên làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu. Về công việc của anh nhá, đúng không? Công việc đó là gì nhỉ? Công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu. Đó. Tiếp tục này, anh 27 tuổi, đúng không? 27 tuổi và làm việc ở đâu? Ở đỉnh Yên Sơn cao 2.600m.
Ok chưa nào? Nhá, đó, chúng mình biết được những thông tin đó. Bây giờ chúng mình sẽ phân tích cái phần công việc này. Công việc chính của anh là gì nhỉ? Công việc chính của anh, công việc chính của anh đó chính là đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, dự vào công việc báo trước thời tiết hàng ngày, phục vụ sản xuất và phục vụ chiến đấu. Ok chưa? Đây này, cái phần mà anh chia sẻ cùng với bác họa sĩ về công việc của anh ấy. Đấy, đây, ok chưa? Đó, anh giới thiệu về những cái loại máy mà anh sử dụng này. Rồi anh giới thiệu về cái hoàn cảnh sống của anh. Chúng mình sẽ dùng cái phần này là dẫn chứng cho hoàn cảnh sống và làm việc của anh thanh niên nhá. Từ đó thì chúng ta phân tích được gì nhỉ? Từ cái công việc mà, công việc chính là đo gió, đo mưa, đo nắng, đo mây, đo chấn động mặt đất ở cái nơi đỉnh Yên Sơn cao 2.600m, quanh năm mây mù che phủ như thế này. Thì đây là một công việc đòi hỏi, công việc đòi hỏi cái gì nhỉ? Đòi hỏi sự tỉ mỉ. Đúng không? Một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ này. Rồi gì nữa nhỉ? Đòi hỏi sự chính xác và có tinh thần trách nhiệm cao. Đúng không? Tinh thần trách nhiệm cao. Ok chưa nào? Nhá. Đúng không ạ? Rồi. Đấy, thì từ những dẫn chứng này chúng ta phân tích được cái ý này. Để các em hình dung được cái quá trình chúng ta phân tích chuyện ra sao nhá. Đi từ dẫn chứng để đến với cái ý phân tích. Từ những thông tin chúng ta được biết về anh thanh niên, chúng ta thấy được đây là một câu hỏi, đây là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ này, tinh thần trách nhiệm cao. Đặc biệt nhá, có một chi tiết mà anh thanh niên chia sẻ với bác họa sĩ đây. Đó là gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc 1 giờ sáng. Rét bác ạ, ở đây có cả mưa tuyết đấy. Nửa đêm đang nằm trong chăn, nghe chuông đồng hồ chỉ muốn đưa tay tắt đi, chui ra khỏi chăn. Ngọn đèn bão vặn to đến cỡ nào vẫn thấy là không đủ sáng, vân vân. Để chúng ta thấy được rằng là cái tinh thần trách nhiệm cao này, nó nằm ở việc là dù gian khó như thế nào thì cứ đúng giờ ốp là anh đã phải trở dậy ra ngoài để làm công việc theo như quy định. Đúng không? Vậy là công việc này không phải là dễ như anh thanh niên nói đâu. Mà chúng mình hình dung được công việc này cũng đòi hỏi rất nhiều những cái sự dũng cảm này, đòi hỏi rất nhiều cái sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm cao. Đúng không ạ? Nhá, ok chưa? Nhưng chưa dừng ở đó, chưa dừng ở đó. Công việc của anh còn có một cái điều rất là đặc biệt nữa. Cái gian khổ nhất mà anh thanh niên phải vượt qua đó là sự cô đơn. Đặc điểm công việc của anh đấy là anh phải sống cô đơn mà. Cháu thèm nghe chuyện dưới xuôi lắm. Công việc của cháu cũng quanh quẩn ở mấy chiếc máy ngoài vườn này thôi. Những cái máy vườn chạm khí tượng nào cũng có. Dãy núi này ảnh hưởng đến việc quyết định gió mùa đông bắc đối với miền Bắc nước ta này. Cháu ở đây có nhiệm vụ vân 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 vân. Đấy, để chúng mình thấy được rằng là cái đặc tính công việc của anh là anh phải sống một mình ở nơi đỉnh Yên Sơn như thế này. Để thấy được rằng là cái gian khổ nhất mà anh thanh niên phải vượt qua không phải là những khó khăn, chưa phải là những khó khăn trong công việc như thế này đâu, mà phải là cái sự cô đơn, vắng vẻ quanh năm suốt tháng một mình trên đỉnh núi không một bóng người. Hình dung được chưa nào? Nhá, để rồi chúng ta qua đó, chúng ta thấy được là một cái tiểu kết ở đây để đánh giá về công việc của anh này. Đây là hoàn cảnh sống và làm việc rất đặc biệt. Ok không? Đây là một hoàn cảnh sống rất đặc biệt. Đặc biệt như thế nào? Đặc biệt là thứ nhất là nó đòi hỏi rất nhiều cái sự tỉ mỉ, đòi hỏi rất nhiều cái tình yêu, cái niềm đam mê của con người làm cái công việc đó. Thứ hai là nó còn đặt ra những cái thử thách để thử thách cái sự kiên trì của con người ta. Đó là sự cô đơn, đó là sự vắng vẻ, đúng không ạ? Và nhưng quan trọng là anh thanh niên đã vượt lên. Anh thanh niên đã vượt lên trên tất cả, đã vượt lên trên cái hoàn cảnh sống này để có thể hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Để hoàn thành xuất sắc công việc của mình, được không ạ? Đó, các em hình dung ra chưa? Đó là cái cách mà chúng mình sẽ học ở trong khóa học. Nghĩa là chị sẽ lưu ý cho các bạn để chúng mình tìm lại những cái dẫn chứng ở trong sách như thế nào. Sau đó là từ dẫn chứng đấy thì chúng ta rút ra được cái ý phân tích ra sao. Nhưng chưa dừng lại ở đó, chị muốn nhiều hơn ở các bạn đó là việc chúng mình diễn đạt ra cơ. Nắm được ý như thế này rồi đấy. À ok, là trong lúc chị nói thì em hình dung ra được rồi đấy. Nhưng mà đến lúc cầm bút lên viết thì em lại không biết viết như thế nào, không biết dẫn dắt từ đâu. Thế cơ chứ nị, đúng không ạ? Thì ở đây trong khóa học này chị vẫn sẽ lấy ví dụ để các em hình dung ra được những cái cách diễn đạt của chúng mình nhá. Ở đây có rất nhiều bạn mong muốn là có thể có được cái cách dẫn dắt làm sao cho nó hấp dẫn ở trong phần mở bài của mình này, đúng không ạ?
Rồi hoặc là phần mở đoạn của chúng ta làm sao để nó cuốn hút hơn, thay vì việc là tác phẩm Lặng lẽ Sapa là một trong những tác phẩm tiêu biểu của tác giả Nguyễn Thành Long, ra đời vào năm 1970 khi miền Bắc đang đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tác phẩm đã đem đến cho chúng ta một bài học về cái sự cống hiến, về cái sự hy sinh thầm lặng của những con người nơi Sapa lặng lẽ, kiểu như vậy đúng không ạ? Chị xin lỗi đọc hơi nhanh cho các bạn, nhưng mà đó là một trong những cái cách mở bài mở đoạn rất là phổ biến của chúng mình, đúng không? Đó, thì bạn nào mà đã nhuần nhuyễn cái cách đó rồi, các em có thể tiếp xúc nhiều hơn với những cái cách diễn đạt, với những cái cách chúng mình viết nó hấp dẫn hơn, mở rộng hơn. Chị lấy ví dụ nhá, chúng ta hoàn toàn có thể mở bài như thế này. Đó là: đọc Lặng lẽ Sapa, trong tôi luôn vương vấn những ca từ của bài hát Một đời người, một rừng cây. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành, phải không em, phải không anh. Nếu đã được lựa chọn, tại sao không chọn việc nhẹ nhàng? Nếu đã là cuộc đời của mình, tại sao không an nhàn hưởng thụ? Bởi không ai sống trên đời một mình, bởi ta cần mọi người và mọi người cũng cần ta. Chẳng có gì hạnh phúc hơn khi ta làm việc mà việc ấy còn có ích với nhiều người khác. Chưa cần vinh danh, chưa cần ca tụng, tự trong khóe môi ta đã có thể nở nụ cười. Ấy chính là hạnh phúc đích thực, là giá trị cao đẹp và thiêng liêng của cuộc sống này. Và ở nhân vật anh thanh niên, thông qua hoàn cảnh sống và làm việc của anh, chúng ta càng thấm thía hơn được chân lý đó. Được không ạ? Đó là cách để chúng mình dẫn dắt đến cái vấn đề, ví dụ vào cái bài là yêu cầu chúng mình phân tích về hoàn cảnh sống và làm việc của anh thanh niên. Được không? Ok chưa? Các bạn hình dung ra được cái cách chúng mình sẽ học chưa? Đó là chị sẽ lấy ví dụ để các em có thể tiếp xúc nhiều hơn với những cái cách diễn đạt nó trôi chảy, nó được trau chuốt hơn, để chúng mình lấy đó là một ví dụ và lấy đó là một cái hoàn cảnh chúng mình hay tiếp xúc thì sẽ dễ dàng thấm hơn vào đối với các em, thay vì việc là cứ yêu cầu các bạn viết trước. Đấy, thì chị sẽ cố gắng là đem đến những cái ví dụ để chúng mình liên kết những ý này lại với nhau. Được không ạ? Vừa rồi là cái việc mà chúng mình dẫn dắt như thế nào, đúng không? Dẫn dắt đến vấn đề. Sau đó thì chúng ta có thể tiếp tục đến với phần khái quát về nhân vật, đúng không ạ? Đó là nhân vật chính, anh thanh niên thì là nhân vật chính của tác phẩm này. Nhưng mà anh thì không xuất hiện ngay từ đầu. Cái điểm đặc sắc đó là anh được xuất hiện thông qua cái lời giới thiệu của bác lái xe và trong một cuộc gặp gỡ tình cờ. Vậy là rất tự nhiên, với cái dụng ý rất là tài tình của tác giả, thì nhân vật anh thanh niên đã hiện lên trên trang giấy với tất cả những gì là chân thật nhất về cuộc sống của anh. Đúng không ạ? Chân thật nhất về cuộc sống của anh, không phải là một cái sự sắp xếp, không phải là cái việc tự khoa trương, mà ở đây là một cuộc gặp gỡ tình cờ thôi mà. Qua đó thì chúng ta thấy được những cái đặc điểm trong công việc của anh. Công việc của anh như thế nào nhỉ? Anh thanh niên thì xuất hiện qua lời giới thiệu của bác lái xe với hoàn cảnh sống và công việc rất đặc biệt. Đặc biệt như thế nào? Chúng ta bắt đầu diễn đạt ra. Hình dung ra không các em? Các bạn hình dung ra không? À, hay quá thì đừng tiếc một phần chia sẻ của chị để các bạn, để nhiều bạn hơn biết đến phần khóa học này nhá. Biết đến những cái khóa học ôn thi học kỳ này của chị, được không? Trong khóa học thì chị sẽ lấy thật nhiều những cái ví dụ để các em có thể hình dung ra được cái cách diễn đạt của chúng mình. Đồng ý không nào? Ok, nhá. Được không? Còn rất nhiều cái phần chúng mình chị chuẩn bị sẵn để có thể cung cấp đến cho các bạn ở trong khóa học này. Vậy là buổi học ngày hôm nay các em đã hiểu cái cách thức học của chúng mình ở trong khóa học ôn thi học kỳ cùng với chị chưa? Các bạn đã hiểu chưa nào? Các bạn đã hiểu chưa nào? Đồng ý với chị không? Đây, ở đây chúng ta có những thông tin liên quan đến lộ trình học này. Chúng ta có phần kiến thức mà cùng với chị thực hành luôn. Chúng mình sẽ học đấy, học một cái phần kiến thức nhỏ. Đây là một phần kiến thức nhỏ được trích trong một cái buổi học, để các em hình dung ra được là chúng mình sẽ học như thế nào. Được chưa nào? Đã rõ chưa? Các bạn đã rõ chưa? Và ở đây có bạn nào đang xem phần pha trực tiếp mà chưa chia sẻ thì hãy nhanh chóng chia sẻ nhá. Chia sẻ sau đó nhắn tin về cho chị, thì ngày mai chị sẽ gửi đến cho các bạn cái phần tài liệu mà các em đang mong chờ, đó là bộ mở bài và kết bài phục vụ cho quá trình ôn thi học kỳ của các em. Được không? Bộ mở bài và kết bài của tất cả các tác phẩm trong chương trình học kỳ 1 lớp 9. Được không nào? Nhá. Đâu rồi các bạn nhỏ, đâu hết rồi? Bạn nào còn đang xem phần phát trực tiếp này, điểm danh cho chị biết nào. Các em có hiểu bài không? Các bạn có hiểu bài không? Còn thắc mắc ở điểm nào các em có thể bình luận luôn nhá. Được không nào? Các bạn có hiểu bài không nào? Các em đã hiểu bài chưa? À rồi, em chia sẻ rồi này. Rất là cảm ơn em, cảm ơn Thúy Đỗ rất là nhiều.
Được không? Vậy nên là chị nghĩ rằng là đây là một khóa học mà hoàn toàn xứng đáng để cho các em có thể tham gia, có thể trải nghiệm cùng với chị. Với mức học phí rất là ưu đãi thôi. Chúng mình học 10 buổi, nhưng mà đó chỉ là 10 buổi chính thức, mà học phí của chúng ta là 249k. Các em ạ, chỉ có 249k cho một khóa học mà có thể đồng hành cùng với các bạn từ bây giờ, từ ngày mai luôn đấy, cho đến khi các em thi học kỳ luôn, dù là các em thi sớm hay các em thi muộn, được không? Nhá. Và trong khóa học thì tất nhiên rồi, đó là chúng ta sẽ không chỉ xem một lần, mà chị vẫn giữ lại để những bạn nào mà bị vướng lịch các em có thể xem lại được, mà các em có thể xem đi xem lại được luôn đấy. Ok không? À, được không ạ? Nhá. Cô ơi, kỳ 1 em thi bài văn tự sự. À, trong khóa học này chị cũng hướng dẫn các bạn về văn tự sự, mà có một buổi riêng về văn tự sự cho các em luôn đấy. Hình dung ra không? Đó, chúng mình có 5 buổi học về văn bản này, một buổi học nghị luận văn học, một buổi học nghị luận xã hội, một buổi học văn tự sự, một buổi học văn học về tiếng Việt, và cuối cùng là chữ hai đề. Đấy. Ok không? Ok nhá. Được chưa? Các em hình dung ra không? Còn gì thắc mắc không nào? À, các em xin tài liệu rất là nhiều đây này, nhưng mà phải để cùng học cùng với chị xong chứ, được không? Các em cùng học với chị xong nhá, thì sau đó là các bạn sẽ nhắn tin về cho chị để chị có thể gửi được tài liệu cho các em. Nhưng mà cố gắng, được không? Cố gắng là chúng mình phải chủ động trong quá trình ôn tập. Và nếu như các em gặp khó khăn gì và muốn có người đồng hành cùng với các bạn này, muốn có chị cùng với các em rà soát lại toàn bộ kiến thức của các văn bản trong chương trình học kỳ 1, thì có thể tham khảo khóa học này, được không? Chị mong rằng là thông qua cái buổi học thử này thì các bạn đã hình dung ra được cái cách thức mà chúng mình học trong những cái buổi học của khóa học. Và mỗi buổi học của chúng ta là kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, và sẽ có những cái phút nghỉ ngơi giữa giờ để cho các em không bị mệt mỏi nữa. Ok không nào? Rồi nhá. Các bạn ơi, ok không? Ok không nào? Các bạn ok chưa nào? Rồi các em ơi, vậy là khóa học này thì không khóa học này thì đến lúc em thi học kỳ 1, được không ạ? Đến lúc em thi học kỳ 1, còn để mà mở một khóa học để đến lúc các em thi cấp 3, thì chị sẽ xem xét và sắp xếp thời gian, chắc chắn là sẽ cho ra mắt các bạn những cái khóa học để phục vụ cho các em ôn thi cấp 3, được không ạ? Còn khóa học này là để cho các bạn, đến bao giờ các bạn thi học kỳ 1 xong, được không? Khi mà em tham gia khóa học thì sẽ là khóa học cho đến khi em thi học kỳ 1 xong. Đấy. Được không ạ? Kiến thức của trong khóa học thì cũng là kiến thức của học kỳ 1 thôi nhá. Ok chưa nào? ok Thúy Đỗ nhá. Chị thường xuyên là bị quá tải tin nhắn đấy, cho nên là các bạn hết sức thông cảm giúp chị được không? Ok. Rồi, ngày hôm nay chị đã thấy được cái tinh thần học của các bạn. Rất cảm ơn các em đã tham gia cùng với chị trong buổi học này. Mong rằng là các em đã hình dung được cái cách thức học của chúng mình trong khóa học ôn thi học kỳ cùng với chị, và có thể coi đây là một trong những cái gợi ý, một trong những cái ví dụ để các em có thể tham khảo khóa học này, được không? Còn gì thắc mắc em có thể nhắn tin về để chị tư vấn kỹ hơn cho các bạn nhé. Học phí của khóa học cho 10 buổi chính thức và những buổi phụ đạo chưa thống nhất, được không ạ? Là có thể là những buổi phụ đạo này có thể là nhiều hơn 2 buổi này, đúng không? Thì học phí của chúng mình là 249k thôi. Nên là các em có thể nhanh tay nhắn tin về cho chị nhá. Ngày mai là chúng ta khai giảng rồi, nên là bạn nào có mong muốn thì cố gắng là nhanh tay nhắn tin về cho chị, không là bị học chậm hơn là cũng rất là gay go đấy. Ôn thi vào lớp 10 thì chị có nhá, nhưng mà trước mắt thì chỉ cho ra mắt khóa học này này, bộ sổ tay văn học này. Còn sang đến học kỳ 2 thì sẽ có những cái khóa học thêm để cùng với các bạn ôn thi vào lớp 10. Ok chưa nào? Nhá. Đăng ký khóa học bằng phương thức code. Khi mà em zip code như vậy thì rồi ok, em hoàn toàn yên tâm nhá, được không? Yên tâm nhá My ơi. Anh chị sẽ có giải pháp để giúp cho em vào học đúng thời gian, được không ạ? Để giúp em vào học đúng thời gian. Rồi, còn bây giờ thì thời lượng của buổi học thử ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc mất rồi. Với những phần kiến thức mà chị chia sẻ, mong rằng là nó sẽ phục vụ tốt trong quá trình các em ôn thi học kỳ nhá. Còn gì thắc mắc thì em có thể nhắn tin về cho chị. Chị vẫn luôn ở đây để có thể đồng hành cùng với các bạn,
được không? Còn bây giờ thì chúc các em sẽ có được một kỳ thi học kỳ thành công này, đạt được số điểm như mình mong muốn, được không ạ? Rồi, cảm ơn các em rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em trong những phần phát trực tiếp tiếp theo. Bye bye!